chào quý vị và các bạn. Liên tục trong những ngày trở lại đây thì miền Bắc ở trong trạng thái nhiều mây và có sương mù vào thời điểm về đêm và sáng. Đến trưa chiều thì trời giảm mây và hửng nắng yếu. Nhìn chung thời tiết thì ấm áp và khá khô ráo, ủng hộ cho các hoạt động thường nhật của người dân trên khu vực. Trong đêm nay và ngày mai, xu thế tăng nhiệt còn tiếp diễn với nhiệt độ thấp nhất dao động trong khoảng là từ 15 đến 18 độ, vùng núi có nơi thấp hơn. Còn sang đến ngày mai thì nhiệt độ cao nhất dao động xung quanh ngưỡng là 22 đến 25 độ, Tây Bắc Bộ có nơi cao hơn. Chỉ lưu ý với quý vị là tình trạng sương mù còn diễn ra nhiều nơi, mức độ dày đặc tập trung ở khu vực ven biển và đồi núi, nên người dân khi tham gia lưu thông vào đêm muộn và sáng sớm cần chú ý khi tầm nhìn bị giảm thấp, có nơi còn xuống dưới ngưỡng 1 km. Không khí lạnh suy yếu cũng làm cho thời tiết tại Trung Bộ chuyển tốt từng ngày. Đến ngày Chủ nhật cuối tuần này thì trời phổ biến là nắng ráo, nhiệt độ tăng nhẹ và cao từ Bắc xuống Nam. Đối với các tỉnh như là Ninh Thuận, Bình Thuận thì có thể đạt mức là 30 đến 32 độ. Nhìn chung tiết trời khô ráo và thuận lợi cho mọi hoạt động thường nhật của người dân nơi đây. Trong khi Bắc và Trung Bộ thời tiết chuyển tốt dần thì tại Nam Bộ những cơn mưa trái mùa có khả năng xuất hiện, tập trung ở các tỉnh thành miền Tây Nam Bộ. Mặc dù lượng mưa không quá lớn nhưng người dân vẫn cần đề phòng với tố lốc và gió giật mạnh có thể xảy ra trong cơn dông. Chuyển sang những thông tin thời tiết trên biển. Do không khí lạnh suy yếu nên trên biển Đông bao gồm cả hai quần đảo là Hoàng Sa và Trường Sa, tình trạng biển ổn định trở lại khi gió thổi với cường độ trung bình. Chỉ lưu ý với quý vị là vùng biển phía Nam biển Đông còn có mưa rào và dông khiến cho tầm nhìn xa bị giảm thấp. Như vậy là trong 24 giờ tới, nơi có thời tiết đáng lưu ý nhất vẫn là các tỉnh thành miền Nam khi những cơn mưa trái mùa tiếp diễn. Quý vị lưu ý để có kế hoạch sinh hoạt cho phù hợp. Và đến đây, bản tin thời tiết tổng hợp ngày 23 tháng 1 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC xin được khép lại. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.